Để có được một nghề ổn định với lợi tức cao mà chỉ trong một thời gian ngắn, xin mời đến trường thẩm mỹ Jasmine, chuyên môn dạy về tóc, nail, facial và massage therapy. Trường thẩm mỹ Jasmine học phí nhẹ nhàng, có nhiều khách walk-in cho học viên thực tập, thầy cô dạy tận tâm, nhiệt tình và dễ hiểu. Trường lớp khang trang, nhiều máy móc tối tân. Trường thẩm mỹ Jasmine có lớp tiếng Việt, tiếng Anh phù hợp với từng học viên, tỷ lệ thi đậu rất cao. Trường thẩm mỹ Jasmine, 5911 University Avenue, Suite 318 San Diego, 619-269-5720.